Quay quá trời luôn kìa. Nó có màu xanh rồi đó anh. Tại nãy anh chưa bỏ rau vô. Sao em thấy mình quay nó trớt trớt vậy nhỉ? Thì nó ra màu rồi kìa. Màu của lá mơ nè. Màu xanh lá cây. Phải không? Phải xanh lá không? Màu xanh lá. Đây là màu xanh lá cây rồi. Rồi cha màu xanh lá cây rồi. Đẹp không? Ôi em xanh lá cây đẹp quá vậy. Ôi em xanh lá cây rồi. Không kêu trắng đâu. Thôi kệ, để cho đứng ra. Ừ đúng rồi đó. Tôi thấy nó kỳ kỳ á. Quyên biết xây bột gì không? Ôi, tớ ơi, hai tay cô. Nè, qua đây tiếp gì lên xe bột đi. Đơn tay. Xây được không? Con xây được không? Con xây được không? Ôi, vết chế nọt bột luôn rồi. Nở bột luôn rồi, thấy không? Ôi, con bột xanh. Có không? Có nở con bóng không? Ôi, rồi xây bột làm bánh như các bạn. Ôi, các bạn có ai biết xây bột này không? Đâu quá trời. Tối này hơi bự cho nên hơi bị nặng. Nào mỗi tay với anh xây lại. Mình xây mỗi tay lắm các bạn ơi. Ai xuyên lắm mới làm bánh mà tự xây bột như vậy nè. Thôi người ta đi chợ người ta mua bột sẵn người ta về người ta làm rồi. Có khi nào hở lỏng không ta? Có đâu. Màu xanh của lá mơ đẹp quá ha. Thì để anh xây lại. Giờ thay phiên người xây nha mọi người.